Từ nhiều năm nay, hình ảnh những sơn nữ, người Mông hay người Dao đỏ nói tiếng Anh thành thạo đối với du khách đã không còn là chuyện lạ ở phố núi Sapa. Sở dĩ có điều này bởi vì ngoài những công việc đang làm trên nương rẫy, rất nhiều phụ nữ và trẻ em bản xứ còn đi bán đồ lưu niệm và làm nghề hướng dẫn viên du lịch để kiếm thêm thu nhập nuôi sống gia đình. Và trong chương trình Cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng theo chân nhóm phóng viên của chúng tôi đến với Sapa để nghe các sơn nữ ở đây nói tiếng Anh. Yeah, wedding band. Now, people no hat. No hat that way. The very long time. Vốn từ chưa được phong phú, ngữ pháp chưa thật chuẩn. Nhưng với những ai lần đầu tiên đến với Sapa, thì việc những sơn nữ có thể nói chuyện với du khách hoàn toàn bằng tiếng Anh như thế này, quả là một điều ngạc nhiên, lý thú. Họ nói tiếng Anh rất tốt. Tôi hỏi họ học từ đâu, thì họ bảo là học từ khách du lịch như chúng tôi. Không được học qua bất cứ trường lớp nào, tất cả vốn liếng mà những người phụ nữ dân tộc này có được đều nhờ tiếp xúc với khách du lịch ngoại quốc. Về hàng như này thì khách đến mua hàng thì họ dạy, nó nói để nhớ thôi. Cùng với sự phát triển của du lịch Sapa, hàng loạt khách sạn, công ty du lịch ra đời. Cũng từ đó, những sơn nữ có khả năng nói tiếng Anh tốt có thể kiếm thêm thu nhập bằng công việc làm hướng dẫn viên du lịch. Mỗi ngày có hàng chục đoàn khách lên đường đi khám phá các bản làng ở lưng chừng núi. Và tất nhiên, trong mỗi chuyến đi như thế, không thể thiếu những hướng dẫn viên là người bản xứ. Lakchai Village. Chúng tôi thực sự rất ngạc nhiên. Họ đã trò chuyện với chúng tôi rất nhiều về cảnh đẹp ở Sapa, về nguyên làng của họ và cuộc sống của họ. Nếu như trước đây, người dân tộc muốn học tiếng Anh, chỉ có một cách duy nhất là học lỏm, mỗi tháng chỉ được vài ba câu. Thì một năm nay, trẻ em dân tộc nơi đây đã có một điểm đến mới trước khi bắt đầu một ngày làm việc. Đó là lớp học tiếng Anh giao tiếp miễn phí của anh Peter Thương, một người trẻ yêu thích các hoạt động tình nguyện. Em rất thích học ở đây. Em đã biết được những điểm mà người ta mua và để nói chuyện với người ta. Và những thứ này bao nhiêu tiền và những cái gì. Tiếng Anh basic thôi, giao tiếp để có thể đi bán hàng và có thể làm ở nhà hàng khách sạn. Còn các giáo viên thì mình cũng mời các cái bạn bè và đặc biệt là các cái thiện nguyện, các giáo viên thiện nguyện ở nước ngoài, rồi họ đến họ tham gia vào lớp dạy học cho các em. Tại sao là người Mông người ta học được tiếng Anh rất nhanh và người ta nói rất chuẩn, rồi người ta có hai dấu mềm, hai nữa là người ta có một phần âm gió. Cái này tôi thấy là nó cũng nên phát triển, nhưng mà nó còn không bền. Phải có cái đào tạo, phải vừa nói, ra nói sói rồi nhưng phải viết sói. Giờ đây, Sapa gây ấn tượng không chỉ bởi vẻ đẹp của núi rừng, bản làng trong sương, mà còn bởi những sơn nữ nói tiếng Anh như chim hót.